thấy gì nè. Thấy à? Sơn khám. Gì ấy chứ? Một cút. Gì ấy? Quả đang trắng đấy. Hai quả đang trắng. Cũng gần bằng trứng gà. Trắng cái đó thì xẻ phải chào. Không trắng không xanh đâu. Trắng rồi. Cái chù mà lì nữa. Lùm một rồi. Nhìn vậy thôi có tổ chim ạ. Cá à? Khe chào ô. Hôm nay đi ấy thôi, đi xem cái chỗ nó ra ấy, hội bò này. Nhốt nó trong này nhưng mà nó muốn biết ra. Nó ở trên đồi này, nó muốn chỗ để nó đi lại. Sẽ đi vào ruộng người ta, bây giờ ruộng nó mọc khá là cao đấy. Tầm gang hơn gang. Tầm gang hơn gang. Giờ phải đi kiếm kiếm cái chỗ mà nó ra. Xong rồi rào lại. Ra 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 ra. Leo qua đồi. Mệt. Cầm theo cái vượt muối. Giật ít muối quá. Mà mình nuôi muối. Mà mình nuôi muối. Hết lẹt hết. Xong theo là cơm. Thế này ra. Món gì em? Thịt gà. Đi rồi. Mà này đủ chứ, đi lên rừng đúng đói chết lúc nào. Lọ nước. Cháu mà ngoài cơm thôi. Đây đủ. Có mâm. Thế gọi là đi rừng. Nào cũng được ra. Ai cũng mang về để đi. Chưa thay bỏ. Sam lọ nhang lọ làm lọ này nữa. Đến đến đỉnh cứ nhẹ dần đi. Còn mấy con nữa chưa thay. Tại các phải ship tủ đã. Nhìn lọ nữa. 10 con không thấy. Kiếm mít lỗ luôn. Chồng chưa thấy con nào. Tí nữa lên cái đỉnh để xem quang cảnh xung quanh. Nhìn đang nhìn được xa phía đây. Nhìn được tứ phía luôn. Gọi là gần gọi là cái đỉnh cao nhất ở khu này. Cao thứ hai. Mông. Đỉnh này là chẳng đỉnh nè. Anh đỉnh này là con làm tạ. Anh đỉnh này. Đỉnh này chẳng đỉnh này. Bà sư hồ sẽ phải hồng hồ. Hạ gần màn bơ. Bơ mông. Cái này. Cái tầng bán tầng. Tầng đậm. Nế sẵn một món này. Cái tầng này. Thế bỏ ngủ đây các kiểu. Không thấy cái gì đâu. Cây cối che hết. Cây cối che hết. Không thấy được. Ai tháo ra nè. Bán để ở ngay cái góc này. Bán ngay góc này. Ui. Quá trời. Đi mấy cái đồi liền. Nó ra ở tít ngoài kia. Đi.
con này không mang đi vào cái chỗ mình nhốt đây thì sau này nó là đi ăn đồ, đi ăn đường dụng người ta chết đấy. Bắt nó đi ra cái chỗ mình rào ấy, thả trên đồi thôi. Nhưng mà cũng mệt phết đấy, mỗi lần là đi kiếm nó như này phải đơn giản thôi, mấy cái đồi luôn. Nhiều ông đi dê phố mới bốc phét này, bảo là trâu nhà tôi em phải thả ba cái đồi. Đấy, phải ít trâu đó, thả đầy ba cái đồi phải ít rồi. Nhiều ông đi bốc phét này, trâu thả ba đồi. Nhưng mà trong khi đó có hai con trâu mà thả nó ở mấy đồi chả được. Cái đi linh tinh hết rồi. Đây nó cái này trên đồi cao luôn ấy. Đường đi này. Số này là 4, 5 con. 5 con. Rừng nó không có gì ăn mấy. Đây này, cái này là súng lưng ấy. Súng lưng cái đồi. Ấy vào cơn đi. Cho chiếp. Đây này. Cái này mà nó gọn gàng ra ấy. Súng lưng khủng long thì cũng như thế này thôi. Có gì đâu. Nữ. Giờ mới đến chỗ để thả nhà mình. Đến khu. Bay đấy là xuống giam tuần. Đấy, đến nhà rồi đấy. Chúc mừng mà. Bắt ở đi. Cái này gọi là kỳ quái à mọi người. Bắt ra luôn. Đi sang đèn đèn. 12 cho kem. Cái thương cầu nhiều gà rừng nước brand brand họ cho khuyết tao mà kia chỗ muốn mà yếm họ cho vương break kia thật cái chế bình khâu ra đó chúng ta qua cửa mày đồng mẫu tàu có thế này thôi dưới chân tay hết. Toàn dùng túi bón nhỉ, bên này. Cho giữ một tí đi. Giữ mấy cái ngón bên này rồi. Giữ mấy cái ngón đầu thôi. Cái chỗ cầm ăn thôi. Ăn bốc mà không giữ thì đẹp lắm. Tí nước không có mà uống còn làm việc ở đây nữa thì Sao này xàm lọ này. Xàm lọ của nó chứng làm gì thả vậy nè. Nó làm liệu. Bên này cũng nè, bên này cài nỉ hụ. Bên này cũng rốc, cái này cũng rốc. Cái này là súng lưng. Đồi. Cái này là cái đùi núi giữa chừng. Thì ba lưng chừng núi. Ấy. Thì ba thằng bốn thì mới đặt mâm cơm. Đặt Ý, món gì không có nha. Đấy. Thịt gà này. Các loại ớt. Xong rồi trứng các kiểu. Rồi. Đậu nữa cũng có. Thịt gà. Đậu đi. Thế thôi mà. Thôi xin mời. Xin mời. Xin mời. Xin mời cả nhà đi. À đây. Con vỏ con được rồi. Trâu thì không thấy. Nhưng cây thì có chắc nó dùng nhiều. Cái vừa mới gặp con gà được ăn thịt luôn. Cơm thì bút rồi. Cần trên này có ăn ở trên này. Có cái nắp ngập kín. Có cao. Có trong mỏ khác. Cơm thì hôm quê. Chắc sẵn leo leo mà sử dạng. Hôm qua.
hôm kia phụ hôm qua. Ai có miếng ai chủ lên mà nó bảo lại rồi lại là có biển khoai tâm ngoại mà muốn họ cam giờ thì kinh không có đậm mà có biển này có biển tâm này danh ngộ như đã ăn xong rồi rào cái này nữa rào dọc xuống này ôi hằng ớt và cân chân lại sao rồi mướn qua bữa này mướn hầu thì được à cầm lại thì còn hòm pin cháu cứ chấp bày kiểu gì cháu chấp bày xèo đấy loạn đấy cái mượn mà tẹo mà 5 ngày chắc giờ lên hả chắc bày cho mượn rồi chú mà là mượn bày không mượn là bày à mà nãy nó đó mà bày cháu chắc cháu thổi bắt đấy mà đủ nữa ông mặc miết điện hai một chút gặp phải nhau trong kiện miết điện nếu là nó học phép được rồi nè thập khẩu này thập khẩu của thập khẩu vòng vòng chưa chuyển đổi chuyển nuôi không con điện vượt mũi các kiểu như rừng đi suối có ít muối đâu bày rừng dần rồi con này. Trong này chắc không thay đâu không chịu muối mà con này ăn đi đậu thế em kỳ nhạp ngươn ăn ăn xong đánh sạch cá thì câu hầu đúng tuy là bông sao hai bức kín đoạn dẹp xong rồi treo lên trên cây thôi cái mẹ chị nè xả rác hơi bị nhiều mà có làm nhà ừ cho này xong cho lên cây con trâu con bò ăn cũng chết đấy ớt ấu y ào đó và đã bỏ mà lại ấu y ăn cây khâu rồi khâu vào mày ớt chỉ mít tụt sạn mới nó ba quả ớt của cháu của bảo này chứ đồ ôi nó càng hồi nó đùa hấp bay hấp bay thì vừa không phải so thì mà phải vùng mà hà hơn là xếp phải làm cái cứ số tình yêu hả cháu mắn mắn lại được tiền nhỉ thế này rồi từ nay giờ gần mấy tiếng rồi 2 giờ kém rồi giờ 12 giờ kém ăn cơm xong phát là làm luôn cơm từ lúc 12 giờ vẫn chưa xong đi xuống tít dưới này nè leo xuống mai mới gặp chỗ mó nước để uống khát lắm rồi. Quá trời khát. Không phải thế bí thì không uống nước lá, chứ uống nước lá lâu lắm rồi không uống nước lá. Lâu không uống nước lá, hôm nay khát quá. Mà phải uống nước mang từ nhà đi không hết. Hết sạch nước nhà. Chỉ có nước lá thôi chứ làm nào. Uống được nước lá nó mát. Uống được nước lá thì cái dạng nó tốt. Mát như trong tủ ấy. Người các cụ thời xưa còn sống được trăm tuổi hơn trăm tuổi. Vẫn uống nước lá thế này. Vẫn uống nước lá. Nó có uống nước đun đâu. Nước tiểu nó uống bình thường. Mình uống nước quả nước đá, nước này, nước nọ, nước kia, hoa quả. Cho một uống thế nào? Hay một lọ này nữa mới đủ. Uống nước đá, uống nước hò, quả các thứ còn chẳng dài gì. Còn chết sớm. Chỗ này không biết xuống này. Chỗ này không biết xuống rồi. Đây, cái cành này.
Đây đâu đây nhỉ? Xe dư chứ. Anh đi mày anh đi nhát. Mày nhát nhỉ. Chào mày. Mày nhát nhỉ, giếm này hảo đủ. Cột nhỉ. Đây là mày nhụt. Nhát. Biết. Con này mày nhát. Mệt đấy, mệt đấy. Con em con ạ. Con thiếu là mà mẹ em. Dạo xong rồi đoạn trên rồi bây giờ bắt đầu xuống. Có luôn nhất có sư phụ nó bỏ kín ra mày khốn là nó lát như thế mà như có sư phụ mình mau mà như bên này giờ để di chuyển xuống rồi đi theo hối này đi theo hối này đi theo con trai ai này con trai cả cuối đấy đây các bạn thấy không này nó còn có cái hơi hơi này con hơi to rồi bắt đi con đưa to bắt đi kìa. Chú nào? Bắt đi. Chết rồi. Hả? Lúc đấy. Rằng chắc còn mạnh. Bà ơi tôi lao mà. Chú nhìn này. Đánh chú nhìn này. Mà mày phát mà nhìn nó hại ra. Nó hại nó gì? Nó hại nó gì? Cứ chứ mà nó gì? Nó gì? Chú đồ áp. Chú luôn. Mà cái này chết cái rào mà hình mà lèo này. Hình mà lèo này. Giờ mới dùng cày để vụt nó, thấy rồi. Mình thấy con rơi rồi đấy. Nó hơi đen rồi các bạn không thấy rồi. Phải dùng cái quèn nhá. Đập một phát. Đập một phát nhá. Ui, bình lẹo. Nào vắt lượt tập à? Không đan nó đâu. Nó bay lên cào. Không được ăn. Dê này ngon đấy. To. Ngon. Được một nồi luôn. Thôi đi xuống rồi. Đây là một gốc. Lách nguyên cả xương, gốc luôn. Xương, gây xương của con nai. Cây thuốc tuyệt vời. Ui. Ôi ôi. Được rồi. Ôi, cái dây nó cứ mắc. Thuốc ấy, thuốc ấy. Cái này thuốc chứ gì? Thuốc này à? Thuốc này. Nhiều loại thuốc lắm, rất nhiều. Hả? Thuốc bệnh là bệnh gì? Hả? Chưa được bệnh gì? Nâng cao sức khỏe, nâng tuổi già, yếu. Cái này là ấy à? Không cứng không lấy tiền à? Không. Cái này là sinh lý à? Không phải sinh lý. Cái này gân cốt à? Gân cốt. Lấy hết cả lá nó chứ ngầm thuốc thì. Ôi giời. Anh nói nó làm gì? Ok. Thuốc. Cái này đi, nó lớn đi. Chính ra ngâm mấy cái cây bé kia với đẹp. Không. Cũng có tác dụng nhiều. Bây giờ phải là. Cái này là phải to bằng. Ở đây chắc có con này cây to đấy. Đây phải cây bằng kia mới tăng dụng con của nó. Thôi đi. Mình vừa nói là leo cái quả đồi này. Leo cái quả đồi này. Từ cái quả đồi trên này. Xong bắt đầu đi ra cái quả đồi này. Ra lên. Xong leo lên tít cái ngọn đồi kia. Xong bắt đầu bắt thả bò trên đồi kia. Bị gắt luôn. Thả bò trên cái đồi kia xong nó bắt đầu đi xuống theo cái khe đây để kiểm tra. Rồi lại bắt đầu phải đi bộ xuống lấy cái xe ở dưới này. Lúc sáng là đi từ cái đồi dưới này lên. Rồi đi bộ xuống lấy xe xong đi về thôi. Thì cũng mong tất cả các bạn đăng ký kênh của mình để ủng hộ mình nhá.